Người anh hùng chân đất, Đại tá Nguyễn Văn Bảy, cuộc đời gắn liền với số 7. Các bạn thân mến, nhân vật ngày hôm nay Chân Dung Lịch Sử muốn giới thiệu tới các bạn là một nhân vật trong 16 phi công Việt Nam đạt đẳng cấp X, một danh hiệu có từ chiến tranh thế giới thứ 2 dành cho những phi công lái máy bay quân sự có số lần bắn hạ máy bay đối phương đạt con số từ 5 trở lên. Không ai khác, đó chính là anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy. Mời các bạn cùng Chân Dung Lịch Sử ngược dòng thời gian để cùng nghe anh hùng Nguyễn Văn Bảy tường thuật lại khoảng thời gian hào hùng trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ nhé! Một, tiểu sử và cuộc đời binh nghiệp. Có một điều ít người biết rằng, trong không quân nhân dân Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, có hai phi công chiến đấu lái loại MiG-17 đều có tên là Nguyễn Văn Bảy. Để phân biệt, người ta thường gọi là 7A và 7B. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về người anh hùng phi công Nguyễn Văn 7A. Ông Nguyễn Văn Bảy, sinh năm 1936, tên khai sinh là Nguyễn Văn Hoa. Vì tên giống con gái và người Nam Bộ hay gọi tên theo thứ tự trong gia đình, nên Nguyễn Văn Bảy dần trở thành tên chính. Bảy học hết lớp 3 rồi bỏ học, vì hồi đó biết học làm chi đâu, biết đọc biết viết là được rồi. Năm 1954, khi đó ông Bảy mới 17 tuổi, độ tuổi bé gãy sừng trâu, ông bị ép cưới vợ. Vì không muốn lập gia đình sớm, ông trốn cha mẹ đi theo cách mạng. Thời ấy, bộ đội tối tối thường xuống xóm để tuyên truyền. Tao nghe, tao thích. Hồi đó 17 tuổi nói đến cách mạng mình đâu có biết gì đâu, chỉ biết đánh thằng áp bức dân mình, phải chống lại và đánh lại những thằng đó. Ông Bảy nói, hồi đó tao cao 1m67, nặng 69kg. Ông bà cha mẹ đều là nông dân, nằm mơ tao cũng không nghĩ là mình được đi học lái máy bay. Ông Bảy bộc bạch với giọng cười mở thân tình. Ông kể, để được học lái máy bay, ít nhất cũng phải xong lớp 10 trên 10, tương đương lớp 12 hiện nay, trong khi ông mới học có tới lớp 3. Ông chỉ biết đọc biết viết nên phải lên Lạng Sơn để học cấp tốc 7 ngày 7 lớp. Theo phương châm, cần gì thì học đấy. Nhờ nhanh trí mà tiếp thu đủ định lý, định nghĩa, công thức, ông hoàn thành xong 7 lớp. Lần đầu tiên ông gặp Bác Hồ là lúc huấn luyện cơ bản xong, chuẩn bị sang Trung Quốc học lái máy bay của top phi công Việt Nam đầu tiên vào năm 1958. Bác đến, ân cần thăm hỏi từng cán bộ, chiến sĩ đang chuẩn bị lên đường học phi công với lời huấn thụy. Các cháu là những học sinh, chiến sĩ, phải học tập rèn luyện thật tốt để trở thành những phi công giỏi, để chiến đấu giải phóng đất nước và còn chở bác vào thăm đồng bào miền Nam nữa. Lời dặn thiêng liêng của bác khi đó, ông Bảy thẩm thấu và thấm đẫm trong tim gan. Ông được đưa sang trường hàng không số 3 ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, nơi đào tạo lái máy bay tốt nhất nhì của Trung Quốc bấy giờ. Đoàn học viên của Việt Nam được đào tạo lái máy bay MiG-17 lúc đó chỉ có 34 người. Từ lý thuyết đến thực hành là cả một quá trình khó khăn phức tạp. Ông Bảy kể, tiền đình của tao không ngon lắm. Hồi mới vô huấn luyện, hễ leo lên buồng lái là tao ói tới luôn. Vậy là lấy ruột trái banh, cắt bỏ 1/3 rồi đeo vào cổ. Lúc nào mắc thì ói vào đấy. Học lái MiG-17, nhưng có lúc ông và các đồng nghiệp thực hành trên máy bay K-56. Để đảm bảo an toàn, ban đầu bạn làm ta xem, sau đó thì chuyển sang giai đoạn ta làm bạn xem. Khó, nhưng tất cả đều nỗ lực vượt qua. Đêm mùng 4, dạng ngày mùng 5 tháng 8 năm 1964, Mỹ dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ, cho không quân Mỹ ném bom bắn phá một số nơi trên miền Bắc như cửa sông Danh, Vinh, Bến Thủy, Lạch Trường, thị xã Hòn Gai, mở đầu chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất. 2. Những chiến công hiển hách làm nên tên tuổi của Đại tá Nguyễn Văn Bảy. Trở về nước năm 1965, ông Bảy thuộc biên chế của Trung đoàn Không quân Tiêm kích 923, mật danh là Đoàn Yên Thế, và tham gia chiến trận đầu tiên trên vùng trời Bắc Sơn, Chi Lăng. Ở Mỹ và các nước phương Tây, phi công phải thực tập bay trung bình là từ 5.000 đến 7.000 giờ thì mới được tham chiến. Nhưng tình hình của ta lúc đó, phi công nào bay nhiều nhất cũng chỉ khoảng 300 giờ. 10 giờ ngày 7 tháng 10 năm 1965, 4 chiếc MiG-17 của ta cất cánh. Được 10 phút, ta phát hiện máy bay Mỹ nên biên đội trưởng quyết rượt theo một chiếc F-4. Phát hiện bên trái chiếc MiG-17, biên đội trưởng xuất hiện 4 máy bay địch. Ông Bảy đang bay phía sau yểm trợ, báo cáo và xin ý kiến phản kích. Đội trưởng vừa dứt lời,
ông Bảy lái chiếc MiG-17 đối đầu với 4 máy bay địch, khiến chúng phải quay đầu. Bỗng phía sau xuất hiện chiếc F-4 khác của địch bám sát, rồi nã đạn pháo làm máy bay của ông bị trúng đạn. Tàu phát hiện kính mê ca buồng lái dày cả 2 phân bị một vết thủng lớn, khoảng trên 30cm. Đặc biệt ngay vị trí kính trước vị trí tam tinh của tao có một vết bằng cái đít ly uống trà, nhưng tao thì không bị gì. Lúc này máy bay đang ở tốc độ khoảng 700 km/h. Tao lại nhớ đến lý thuyết đường sóng, ống vòng với thủy khí động lực. Tốc độ càng lớn thì áp suất càng nhỏ và ngược lại, nên dùng tay bịt lại dù rất sợ áp suất không khí kéo tay tao ra ngoài. Tao cố gắng trấn tĩnh và lấy tay còn lại kéo cần điều khiển, đưa con MiG-17 hạ cánh. Anh em đồng đội vui mừng hò reo, nhất là khi thấy máy bay của tao hạ cánh an toàn, dù có bị dính tới 82 vết, mảnh đạn pháo. Chỉ huy nói nếu lúc đó tao xin nhảy dù thì chỉ huy duyệt liền. Ông kể, theo đánh giá của các chuyên gia Liên Xô sau này, đó là chiến tích chưa từng xảy ra trong lịch sử hàng không nói chung trên thế giới. Máy bay bị lủng lỗ cùng lúc nhiều vị trí, nhưng phi công thì vẫn hạ cánh an toàn. Ông Bảy cho biết, ông có đến 13 lần cùng đồng đội, mỗi người một chiếc, xuất kích. Trong đó có 7 lần ông ra tay, và cả 7 lần, địch đều phải trả giá đắt. Chiến công đầu tiên của ông Bảy được lập vào ngày 21 tháng 6 năm 1966. Hôm đó, biên đội 4 chiếc MiG-17 của ta phát hiện nhiều máy bay Mỹ. Trong đó có một máy bay trinh sát RF-8A được hộ tống bởi chiếc F-8 Crusader, vốn được mệnh danh là hiệp sĩ thánh chiến của phi đội 211 Mỹ. Biên đội trưởng Phan Thành Trung đã tiêu diệt chiếc RF-8A, còn phi công 7 thì hạ chiếc F-8E do Cole Black điều khiển. Đến ngày 24 và ngày 29 tháng 6 năm 1966, phi công 7 tiếp tục lập công, bắn rơi máy bay F-4C và F-105D trên bầu trời Thái Nguyên, Việt Trì và Hà Nội. Ngày 21 tháng 9 năm 1966, trên bầu trời Chí Linh, Hải Dương, 16 máy bay F-4 và F-105 địch chia thành nhiều tốp, nhiều tầng, nhiều hướng, bao vây biên đội 4 máy bay ta. Trận này, địch bị ta hạ 3 chiếc, trong đó phi công 7 hạ một chiếc F-4. Ông Bảy cho biết, khi ngồi vào vị trí lái máy bay bay chiến đấu, người lái chẳng khác gì người mù, phải chịu sự điều khiển từ bộ phận radar ở mặt đất. Tuy nhiên, khi phát hiện địch rồi, mình phải khẩn trương vạch ra phương án chiến đấu để báo cáo chỉ huy. Có một chi tiết khiến địch luôn bị thiệt hại mỗi khi gặp phi công Nguyễn Văn Bảy, chính là lối đánh áp sát đối phương. Ông Tâm Đắc kể, khi huấn luyện bay, khoảng cách tối thiểu để nhà đạn phải là 800m, còn gần hơn thì được xếp vào tình huống mất an toàn, rất dễ đụng nhau với đối phương, rồi mình cũng banh xác. Thế nhưng nhớ lại, trước khi mỗi lần ra tay ấn nút, tao đều áp sát đối phương chỉ còn cách có 200-300m thôi. Nhắc đến lối đánh áp sát đối phương, ông Bảy nhắc lại trận nhớ đời mà ông cùng bạn chiến đấu quê Bến Tre là Võ Văn Mẫn đã chiến đấu với địch trên bầu trời khu vực Cầu Rẽ, Hà Tây vào ngày 5 tháng 9 năm 1966. Cả ngày được phân công trực bầu trời, chẳng thấy gì. Tới chiều, tao và Mẫn được lệnh trở về sân bay thì lại phát hiện hai chiếc máy bay địch như hai chấm nhỏ phía trái. Ban đầu tao tưởng hai chiếc F-8 tăng tốc để tấn công tụi tao, ai dè nó tháo lui nhanh ra hướng biển. Tao quyết định xé mây, bay tắt để đón chúng. Tình huống này khó lắm, bởi nếu mình cúp đường bay trước đầu nó thì coi như mình đưa lưng cho nó bắn. Còn nếu cúp chậm hơn thì vượt mất nó, nên phải tính kỹ để sao vừa luồn qua mây là bám sát đuôi nó. Khó nhưng phải làm ngay. Thật đúng lúc, vừa ra khỏi đám mây thì hai chiếc MiG của tao và Mẫn đã bám theo sát đuôi chúng. Tao truyền lệnh đề nghị Mẫn bắn chiếc bên trái, phần tao xử chiếc bên phải. Trận này thiệt ngon, chỉ có 45 giây mà tao và Mẫn hạ hai chiếc F-8 của tụi nó. Ngay sau trận hôm đó, tao và Mẫn được Bác Hồ gửi tặng huy hiệu của người. Cùng xuất kích bí mật từ sân bay Kiến An, Hải Phòng, ngày 21 tháng 9 năm 1966, ngay sau khi phát hiện chiếc F-4 của địch sắp nã đạn vào chiếc MiG-17 của phi công Mẫn, ông Bảy với vai trò chỉ huy đã khẩn trương lệnh cho Mẫn lập tức ra khỏi tầm ảnh hưởng. Thế là hai quả tên lửa của địch tự đá vào lưới nhà, khiến chiếc F-4 phía trước của chúng gãy làm đôi. Còn phi công Mẫn đang bị kẹp giữa 8 chiếc F-4 khác, nhưng chúng không thể ra tay được, trong khi ông bắn hạ một chiếc rồi nhanh chóng biến mất. Nhắc đến Bác Hồ, ông Bảy kể tôi nghe câu chuyện mà ông không thể nào quên. Đó là chiều ngày 12 tháng 12 năm 1966, sau Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước toàn quốc, ông Bảy vinh dự cùng với 37 chiến sĩ không quân có thành tích xuất sắc được vào phủ chủ tịch gặp Bác Hồ. Người tươi cười hỏi,
chú nào bắn rơi 4 máy bay Mỹ trở lên? Sau khi nghe đồng chí chính ủy quân chủng Đặng Tính báo cáo, bác đề nghị: chú Bảy, chú Mẫn, chú Trung đâu? Đứng lên cho bác biết. Ông Bảy cùng hai đồng đội đứng dậy sung sướng, còn bác thì tỏ ra rất hài lòng. Tư lệnh Phùng Thế Tài báo cáo thêm với bác, trong đó có nhắc đến chiến công hai phi công Bảy và Mẫn chiến đấu cùng một biên đội trong trận chiến với địch ngày 5 tháng 9 năm 1966 đã diệt gọn hai chiếc F-8 của Mỹ, nên ngay tối hôm đó đã được bác gửi tặng hai huy hiệu. Giọng bác ôn tồn: bác nhớ rồi, hai chú đều quê ở miền Nam, chú Bảy thì ở Sa Đéc, còn chú Mẫn ở Bến Tre phải không? Bác hoan nghênh chiến công của tất cả các chú. Ông Bảy kể, sau đại hội này, tinh thần của ông và nhiều anh em như chiếc đồng hồ được lên dây cót, chỉ mong được lệnh xuất kích. Chiều 24 tháng 4 năm 1967, biên đội 4 chiếc MiG-17 bí mật hạ cánh xuống sân bay Kiến An phục kích địch. Đến 16 giờ 30 phút, đúng như tin mà ta nắm được, nhiều tốp F-4 và F-105 của địch xuất phát từ hướng biển bay vào nhắm hướng khu vực Đông Triều, Quảng Yên. Biên đội xuất kích được dẫn vòng đến khu vực Sơn Động, Hà Bắc, thuận ánh mặt trời dễ quan sát. Khi phát hiện địch phía bên phải, cách 10 km, chiếc MiG-17 của phi công Nguyễn Bá Định được lệnh vứt thùng dầu phụ để tăng lực, cùng Võ Văn Mẫn đánh tốc đầu. Sau vài phút rượt đuổi, một chiếc F-4 của địch bị bắn hạ. Lúc đó, ông Bảy cùng với một số đồng đội đang quần nhau với 4 chiếc F-4 ở tầm thấp hơn. Thế trận xen kẽ, ông Bảy đang bám 2 chiếc F-4 phía trước. Sau ông lại có 2 chiếc F-4 bám đuôi. Ông Bảy tiếp cận chiếc F-8C của phi đội 24 do thiếu tá hải quân E.J. Tucker lái điều khiển và ông ấn nút khẩu 37mm. Chiếc F-8C bốc cháy, E.J. Tucker nhảy dù và bị bắt. Những chiếc F-4B của phi đội 114, hộ tống, thấy thế tăng lực, tiếp cận công kích lại, nhưng chúng đã chậm hơn chiếc MiG-17, đành phải rút lui. Ông Bảy kể cho chúng tôi nghe, trận đánh cũng thuộc dạng hiếm có xảy ra vào năm 1967 trên vùng trời Sơn Động, Hà Bắc. Trận này, tụi nó thua đau và tức điên. Ông Bảy khoái chí nhớ lại: tao chỉ huy biên đội 4 chiếc MiG-17 quần nhau với 6 chiếc F-4 ở tầm thấp. Khi đó, tao đang tăng lực bám theo một thằng F-4 ở độ cao chỉ cách mặt đất có 100m. Một chiếc F-4 thấy thế, bám theo tao. Đoán biết nó đang phóng hỏa, ta lập tức lật cánh chuyển hướng. Thế là chiếc F-4 phía trước tao lãnh đủ. Coi như trận này ta không tốn viên đạn nào mà vẫn làm thiệt một thằng F-4. Anh chàng phi công Bảy có thói quen, sau khi bắn hạ máy bay Mỹ, vẫn lượn vòng quanh đó để xem nó rớt xuống như thế nào, rồi mới chịu đi. Có lần xém lao vào hốc núi. 3. Chuyến bay đặc biệt nhất trong cuộc đời của Đại tá Nguyễn Văn Bảy. Trong tất cả những chuyến bay, giờ bay trong đời các phi công anh hùng của Không quân Việt Nam, có lẽ chuyến bay đặc biệt nhất là ngày 9 tháng 9 năm 1969. Là một chuyến bay không chỉ vinh dự, tự hào, mà còn lưu động trong ký ức mỗi phi công những tình cảm dâng trào và thiêng liêng nhất. Đó là chuyến bay thấp trên quảng trường Ba Đình trong ngày tang lễ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Bảy bồi hồi nhớ lại, khoảng 2 giờ đêm quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm 1969, các phi công được đánh thức báo động tụ tập lên phòng họp. Thủ trưởng đơn vị giao nhiệm vụ đặc biệt. Phi công MiG-21 chia thành hai đội hình lớn 12 chiếc. Phi công Nguyễn Hồng Nhị chỉ huy phi đội 1 và phi công Nguyễn Văn Bảy chỉ huy phi đội 2. Ngày 3 tháng 9, tin bác mất được Phó Tư lệnh Quân chủng Thiếu tướng Đào Đình Luyện phổ biến cho toàn đơn vị. Quân chủng lập phương án bay tiễn biệt bác. Trong số 50 phi công lái MiG-21 lúc mấy giờ, đơn vị tuyển chọn 12 phi công ưu tú nhất được vinh dự bay nhiệm vụ đặc biệt, chia thành 3 biên đội. Phương án bay sau khi cất cánh liền nhau, tập hợp đội hình trên độ cao khoảng 1.000m, chia thành 3 tốp, 4 chiếc mỗi tốp theo hàng dọc, bay theo hình bay tay xòe, cách nhau cự ly 600m, giãn cách giữa hai máy bay 20-30m. Lúc bay vào quảng trường ở độ cao 300m, check hướng trái lễ đài. Sau khi Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc xong điếu văn, đội hình bay xuất hiện trên quảng trường để chào tiễn biệt bác và nhân dân cũng sẽ nhìn thấy. Và thời khắc thiêng liêng đã đến. 9 giờ sáng ngày 9 tháng 9 năm 1969, phi đội cất cánh, trung đoàn 921 sao đỏ mang cả niềm vinh dự, tự hào và cảm xúc thiêng liêng theo mỗi phi công trong buồng lái. Chuyến bay lịch sử vĩnh biệt Bác Hồ kính yêu. Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy kìm cơn xúc động kể, ông chỉ huy đội bay, nhưng khi hạ độ cao xuống quảng trường Ba Đình, thì nước mắt bỗng tràn ra hai má ướt nhẹp. Cho đến khi hạ cánh rồi, mà người vẫn còn bần thần như trong mơ,
vì bác đã đi xa. Đại tá Nguyễn Văn Bảy và những tháng ngày sau khi về hưu. Đại tá Nguyễn Văn Bảy đã từng chia sẻ: "Tào toàn gặp số 7, tên là 7, con thứ 7, đi bộ đội lúc 17 tuổi, học văn hóa 7 ngày lên 7 lớp. 7 lần bắn rơi 7 máy bay Mỹ bằng máy bay MiG-17, được phong anh hùng năm 1967. Đúng là những dấu mốc đặc biệt của một con người đặc biệt." Gác việc binh đao, anh hùng Nguyễn Văn Bảy trở về với ruộng vườn, tại mảnh đất bờ sông mà ông sinh ra vào năm 1936 và lớn lên đến năm 17 tuổi, ông đi đánh giặc cứu nước. Ông sống giản dị giữa đời thường, trồng lúa, làm ao nuôi cá, chăm sóc cây vườn. Các trường học, các cơ quan trong tỉnh mời nói chuyện về lịch sử. Tiền thù lao ông bỏ heo đất rồi đập ống trao học bổng cho học sinh nghèo. Ngành giáo dục Đồng Tháp phát động toàn học sinh phong trào nuôi heo đất ông Bảy. Ông vận động mạnh thường quân, doanh nghiệp tài trợ làm đường nông thôn, kéo điện về thắp sáng những nơi tăm tối. Người anh hùng phi công học tập và sống noi theo tấm gương Bác Hồ, giản dị, chân thành, liêm khiết, vui lao động, vui với ruộng vườn. Ôn lại chặng đường chiến đấu vẻ vang của mình, ông Bảy rất tự hào được anh em đồng chí đánh giá là người luôn dành phần nguy hiểm về mình nhiều nhất. Ông cũng là chiến sĩ không quân đầu tiên được bầu vào Quốc hội khóa 4 và nửa nhiệm kỳ khóa 5 thì miền Nam hoàn toàn giải phóng. Là một trong 3 phi công được Bác Hồ tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đầu tiên trong đợt tuyên dương anh hùng thời chống Mỹ cứu nước đầu tiên ở miền Bắc. Là anh hùng không quân được mời tham gia đoàn chủ tịch đại hội, các cuộc meeting của quân đội và nhà nước nhiều nhất. Về kỷ niệm kể từ sau ngày về hưu, trở thành anh hùng bảy lúa, ông kể, lần ông gặp lại đối thủ trên không của mình, tướng phi công Mỹ Steve Ritchie. Một trong những việc mà Steve Ritchie làm khi quay trở lại Việt Nam lần đó là về Đồng Tháp, quyết tìm lại cho bằng được anh hùng Nguyễn Văn Bảy, người phi công năm xưa đã bắn hạ chiếc F-4 mà ông ấy từng lái. Tướng Steve Ritchie xin kết bạn, nói lời cảm ơn ông Bảy vì đã cứu sống ông ta trong chiến tranh. Ông Bảy kể, hôm đó, tao tiếp Steve Ritchie bằng một bữa cơm gạo thơm, có thịt gà thả vườn, cá dưới ao và rượu tự nấu. Steve Ritchie vừa ăn vừa khen ngon. Ông ta cũng khâm phục luôn cái tài làm nông dân của Bảy Lúa. Theo người thân của ông Nguyễn Văn Bảy, ngày 16 tháng 9 năm 2019, trong lúc làm vườn thì ông Bảy ngất xỉu, được bệnh viện địa phương sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện quân y 175 cấp cứu. Quá trình điều trị, ông Bảy đã có những diễn tiến tích cực, nhưng đến tối ngày 22 tháng 9, bệnh đột ngột trở nặng khiến ông không qua khỏi. Ông đã chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện vào 21 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2019, hưởng thọ 84 tuổi. Theo Quân chủng Phòng không Không quân, từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 năm 2019, lễ viếng anh hùng Nguyễn Văn Bảy đã diễn ra tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ truy điệu và di quan linh cữu đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy được tổ chức ở quê nhà tại huyện Lai Vung, Đồng Tháp từ 5 giờ ngày 26 tháng 9. Lễ viếng tại quê nhà đã được tổ chức từ 12 giờ ngày 26 đến 10 giờ 30 ngày 27 tháng 9 năm 2019. Lễ an táng diễn ra trưa cùng ngày. Các bạn vừa theo dõi Người anh hùng chân đất, Đại tá Nguyễn Văn Bảy, cuộc đời gắn liền với số 7. Hãy đăng ký kênh Chân dung lịch sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.